Bao tay Daytona kèm cù xanh lục bảo và móc ô titan, không lo mồ hôi tay, cảm giác cầm rất khoái anh em nhé. Lắp cho các dòng xe số hiện nay, cách lắp vô cùng đơn giản. Bên tay cứng, anh em lắp bên trái xe, tháo bao tay cũ ra và cuốn băng dính đen tầm 2 lớp và tiến hành lắp vào như zin. Còn lại bên tay ga thì anh em lắp bao tay mềm vào. Lưu ý, bên tay ga sẽ có các gờ nhô lên như thế này. Anh em lấy dao tiện đi và lắp bao tay mới vào là ok ạ. Một số dòng xe độ dài ngắn khác nhau, anh em lựa để lắp sao cho đẹp nhất nhé. Tổng quan quá nét anh em ạ. Bao tay Daytona kèm gù xanh lục bảo. Mùa hôm nay có móc chữ U titan treo đồ nữa anh em nhé.